vào học cái bài cuối cùng ở trong cái chương trình học của chúng ta. Bài hôm nay chúng ta sẽ học ba cái phần, đó là render, vật liệu và ánh sáng. Chúng ta sẽ đi với cái phần vật liệu trước. Trước giờ thì chúng ta đã làm cũng tìm hiểu qua phần vật liệu rồi, nhưng mà hôm nay đi làm vào kỹ hơn thì mình sẽ dạy mọi người cái cách là tạo các mẫu hatch vật liệu trước. Chúng ta vào bình thường đấy, chúng ta sẽ vào manager material. Đây chúng ta nhìn thấy này, ví dụ vật liệu gạch này nó có ba cái phần chính này, và mình nói luôn phần này luôn cũng được. Thứ nhất là color, tức là trong cái bảng grow, cái này là data, là chúng ta chỉ ghi những cái dữ liệu về cái vật liệu đấy thôi. Đấy, một số các thông tin về vật liệu đấy, hay là keynote, nếu mà chúng ta dùng keynote thì chúng ta sẽ nhập keynote vật liệu ở đây. Keynote là cái hệ thống ghi chú ký hiệu tự động ấy. Còn một số các thông tin về đường đường dẫn, đường link đến những cái trang web mà có thể xem hình ảnh của vật liệu đấy chẳng hạn, hay mua vật liệu đấy ở đâu chẳng hạn, kiểu thế. Hay là một ghi chú. Cái tab này là cái tab graphic, là cái tab quan trọng nhất mà khi chúng ta sử dụng này. Đấy, color là màu đúng không? Cái này thì mình nói từ hồi đầu rồi, mình nói lại thôi. Color là màu, ví dụ xoay những bức cảnh chúng ta nhìn thấy màu của nó. Cái transparent là cái độ trong của vật liệu, độ trong của cái màu đấy, của cái vật liệu đấy. Surface button là cái mặt đứng của cái vật liệu này. Ở trên mặt đứng nó sẽ hiển thị nét gạch này. Đây là màu. Còn cái này thì chúng ta căn chỉnh cái nét hatch này cho nó đúng vào cái map, để khi render ra nó giữa nhìn với render ra nó khớp nhau. Đấy, tức là chúng ta đẩy lên hay đẩy xuống gì đó để cho nó trùng với cái ảnh chẳng hạn, đúng không? Đấy, kiểu kiểu thế thôi. Ở trong cái phần này này, chúng ta lưu ý, có một cái lưu ý chúng ta cần lưu ý, đó là drafting này là chỉ dành cho phần cắt button thôi nhé. Còn mode này, tất nhiên bên này dùng drafting được, nhưng mà cái khác nhau giữa drafting và mode này ở chỗ là drafting là chúng ta sẽ không dim được vào, còn mode sẽ dim được vào. Drafting thì khi mà xoay sang 3D ấy thì là nó tự zoom lên zoom xuống cho chúng ta, còn cái mode này thì nó không bao giờ bị zoom lên zoom xuống, nó không bao giờ phóng to thu nhỏ được. Theo sở dĩ như thế, cái cắt button này lại nó là chủ yếu sử dụng drafting. Thì khi mà thay đổi tỷ lệ, luôn luôn cái nét hatch không 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 bị đấy, nó sẽ điều chỉnh, tự động điều chỉnh. Còn cái mode này này thì không điều chỉnh, nó sẽ giữ nguyên như thế thì chúng ta mới dim được, đúng không? Quan trọng nhất là dim được vào. Khi chúng ta hatch mặt đứng chúng ta hay dim vào mà, hay dim vào nét hatch đấy. Đây, drafting thì bên này nó có như một số cái mẫu tô này. Còn bên mode này cũng có một số mẫu. Rồi, nhưng mà những cái mẫu nó ấy hơn, nó không phong phú bằng bên này. Chúng ta có thể tạo ra một dạng mẫu từ bên này, bên model nha, chúng ta tạo ra mẫu new này. Giả sử bây giờ chúng ta cần một mẫu hatch gạch 300 x 600 chẳng hạn, chúng ta sẽ gõ vào đây 300 x 600. Ở đây mình góc mình để không, mình đây ở đây thì nó đang có để chế độ là có một hai thôi, đây một line này. Còn nếu mà hai đường ngang nhau ấy, chúng ta kích vào đây. Và đây chúng ta ghi là 300, ở dưới này là 600. Đấy, đây là tạo được mẫu hatch 300 x 600. Ok. Thì hai trên mặt đứng là nó sẽ thành, chúng ta sẽ dim được vào thành 300 x 600. Đấy, ví dụ như đấy. Hay ví dụ như là mình vẽ một cái tường. Cái tường mà có vật liệu là brick nhé. Đây đi được vào 300 600, và cái này chúng ta có thể align được nữa. Align này, hiểu chưa? Này, hay nhất là cái này, và khi xoay sang 3D này nó không bị thay đổi đúng không? Đấy, không bị thay đổi. Còn nếu mà là drafting thì nó sẽ bị thay đổi. Quay trở lại cái phần vật liệu này, nhận thấy là bên, nếu mà là drafting nhá, nếu mà model này chúng ta vẫn new này, ta nếu mà chọn sang custom thì chúng ta có thể import được một cái mẫu hatch từ bên 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 khác vào. Import, mình tìm đến một cái mẫu hatch thư viện 3D,
Liên kết hash, một mẫu hash tổng hợp chẳng hạn, nó sẽ báo này, nó không loát được mẫu hash bất kỳ vào, đúng không? Cái này nó chỉ là những cái mẫu hash chúng ta có thể đi vào thôi, đấy, sau nó mặc định cho thôi. Còn nếu mà ở bên drafting này, đấy, bên drafting thì mình sẽ nói đến cái phần này, phần dưới này, ví dụ cắt button này, tương tự như thế, đây là mẫu hash và đây màu. Bên này mình có thể tạo ra, bên này thì không không sử dụng được model, chúng ta phải sử dụng drafting, thì chúng ta chọn một cái mẫu hash mới này, new. Cái tạo mẫu hash này tương tự như bên kia, chỉ có điều là cái hiển thị mình không đi vào thôi. Chúng ta lấy một mẫu hash khác nhé, vào cụ tầm này, import một mẫu tổng hợp vào. Chỗ này mình để tỷ lệ nó bé đi, 0.01 chẳng hạn. Và bây giờ mình, đây là cái tổng hợp cho nên nó rất nhiều hash ở đây. Chúng ta có thể chọn lấy một hash, ví dụ như là chúng ta hash kính này, hay kính này đúng không? Đấy, hay gạch này, hay cho vật liệu đấy, kích âm kích nhiệt, à, gạch, vật liệu nước, vật liệu ngói. Chúng ta vẽ ngói, chúng ta tên ngói đấy, chúng ta chưa có vật liệu, chúng ta vào đấy chúng ta loát ra một loại, hoặc là bê tông này, ok, ví dụ thế. Thì khi cắt qua thì nó sẽ trở thành là bê tông như bên két chúng ta. Đấy, đây là cách tạo ra cái mẫu hash 3D, à mẫu hash cho vật liệu, ok chưa? Đấy. Sang đến cái tab bên cạnh này, này, tab bên cạnh là chủ yếu là cái phần này liên quan đến phần render, đấy, render. Ví dụ như một cái vật liệu đây thì ở đây mình có thể là tùy chọn là cái, nó render theo màu, màu thì mình tích như đây mình chọn color và chọn màu, thì nó render theo màu hay là image, image thì chúng ta chọn một cái map vào ảnh để render. Một cái map này. Đây, chúng ta có thể tùy chọn ở đây. Có rất nhiều loại map đấy, hoặc có thể tùy chọn một cái map ở ngoài. Đây là các chế độ như Infinite, nó quy định bề mặt bóng, nó không bóng thôi. Đấy. Đây là cái chế độ bump. Cái độ lồi lõm của khi mà ta render ra ấy, còn đây là cái độ bump, cái độ lồi lõm. Đấy. Mỗi vật liệu nó sẽ mỗi cái khác nhau. Chúng ta chỉ quan tâm hai cái tab này thôi. Những cái tab còn lại chúng ta không quan tâm, hai cái tab được. Đấy, ví dụ như là để mà nhanh ấy, thì nếu mà trong trường hợp mà người nào đó mà cần render bằng Revit thì chúng ta có thể tùy chọn luôn ở dưới này cho nó nhanh này. Ví dụ như mình chọn ở dưới này, vật liệu là water này, hay là vào nhóm này, ceramic là vật liệu những cái mà gốm ceramic nhé. Chúng ta chọn là một cái, chúng ta loát lên và chúng ta, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đây chúng ta chọn màu, còn nếu mà để cái vật liệu nhìn ở bên 2D ở bên ngoài này này mà cũng giống gần giống với cái map này thì chúng ta nên tích vào đây user render thì lập tức nó sẽ lấy một cái nó lấy được cái mã màu gần giống ở bên này sang. Nếu mà bên này là ảnh map thì nó cũng lấy được một cái màu gần giống ảnh map cho nó dễ nhìn, đúng không? Tức là chúng ta sẽ nhìn quan sát trước khi render nó gần giống nhau dễ quan sát. À, đây này, ví dụ như ở đây thì nó cũng có finish bump này, finish bump đấy. Mỗi vật liệu thì nó có các chế độ khác nhau, nhưng phần giải thích này rất là lâu cho nên mọi người chỉ cần trước hết chúng ta tập render chúng ta nên sử dụng những cái vật liệu có sẵn đây đã. Ví dụ như là concrete thì chúng ta vào này lấy đây concrete này, rất nhiều loại đấy. Đấy, ví dụ chúng ta chỉ cần thay đổi một cái màu hay map của nó, chúng ta thay đổi map thôi, còn lại là các thông số nó giữ nguyên, đúng không? Đấy, và chú ý là cái băm hai cái map này luôn luôn phải giống nhau. Map này thì vào shop chỉnh nó thành đen trắng, xong map vào đây là xong thôi, giống như bên bàn đấy map cũng thế, nó lồi lõm được. Fabric là những cái vật liệu mà liên quan đến vải vóc, ví dụ gai trà trải chúng ta đổ, chúng ta nên chọn nhóm fabric này, thấy ưng thế nào chúng ta nhấn lên đây để hướng lên, và chúng ta có thể đổi chỉ nên đổi map ấy thôi, còn là các thông số của nó thì nên giữ nguyên. Đây là vật liệu sàn đúng không? Vật liệu đây là khí trơ, đấy, glass là kính này, đây có rất nhiều loại kính này, đấy, chúng ta tùy chọn đây. Mirror là gương, áp cho những vật liệu nào liên quan đến gương này, chúng ta áp này. À, cái này thì insulation là nghĩa là gì nhỉ? À, insulation. vật liệu cách nhiệt liquid là nước này, ví dụ nước này mình kéo nước lên đây,
kích vào đây để nó lấy được cái màu giống cái màu bên kia đấy, gần giống, tất nhiên nó gần giống thôi. Ở đây này nó chế độ gợn sóng này, ví dụ nước thì ở đây nó có ocean sea này, là nước theo kiểu là biển này, theo kiểu là hồ này đúng không đấy, theo kiểu bể bơi. Đây là nhiều những mỗi kiểu khác nhau thì mỗi cái màu màu nước nó sẽ tự động thay đổi cho mình đấy, hoặc là mình có thể tùy chọn màu đây, nhưng mà đây gợi ý của nó, hay là đây là cái gợn sóng này, muốn cho nó gợn mạnh hay gợn ít. Ở đây có một cái điều là nước trong đây nó thiết lập rất là đẹp, chúng ta chỉ cần chọn loại ra thôi và nó render ra, nó có gợn sóng giống hệt như thế rồi. Bình thường chúng ta bên Body Mask chúng ta cũng phải thiết lập rất là nhiều thứ, còn bên này thì chúng ta chỉ cần chọn tùy chọn thôi nó ra được rồi. Ở đây này có, đây là những cái vật liệu mà gạch đấy, gạch ốp các thứ này, hay gạch xây bên này đấy. Meta là nhóm vật liệu ví dụ nhôm, alu, chúng ta những vật liệu siêu bóng này, những vật liệu bóng mờ này đấy, hay liệu vàng này. Bên này nó thiết lập rất là chuẩn, cho nên chúng ta cứ lấy từ bên này alu này, nhôm này, cứ lấy từ bên này sang cho nó đỡ mất công. Và vật liệu bóng này cũng áp vào thì sẽ bóng nhoáng lên ngay đấy. Ví dụ như cái bài mà trước mình ngày xưa mình render đấy, cái này thì ngày đấy mình cũng mới học, mới mới tập vẽ Revit thôi, cũng thử render cái thì thấy nhìn nó cũng được được. Vẫn điều kiện chúng ta nên chọn đúng vật liệu, ví dụ như thế này, cứ chọn vật liệu đi theo bóng thì nó sẽ bóng nhoáng lên như thế này đúng không, bóng này, bóng này. Nếu bình thường chúng ta vẽ chúng ta hay để bỏ qua những cái này, kể kể cả những vẽ nội thất chúng ta vẫn phải tỉ mỉ những cái này thì nó mới đẹp được, kể cả bài mắc hay vật liệu gì khác. Kính chiếc này nó gỗ sàn bóng mờ chẳng hạn, ví dụ thế. Đây ở đây có vật liệu cỏ này, không ưng map này thì chúng ta phải loát một cái map khác bằng cách là kích vào đây. À chúng ta phải cho cái này lên trên đã, glass này, kích sang đây chúng ta có thể thay cái map cỏ này đi đúng không đấy, thay đổi độ bong này, độ độ sần sùi của cỏ này, cỏ này, vật liệu đất này, vật liệu cửa này, cửa kính này, asphalt là đường bê tông trải thảm ấy, trải trải à con trải nhựa, trải nhựa đây này đấy, đây có hết. Chúng ta chọn về đây thì nó cũng nhanh thôi. Vật liệu cho mái này, plastic, những cái blaster là cái thạch cao đúng không, nhựa đây, các vật liệu nhựa này đấy. Những cái này mà nếu mà mọi người mới học Body Mask mà thiết lập ra được những vật liệu này thì nó cũng tương đối là phức tạp và nó mất thời gian, nhưng bên này thì được cái nó sẽ cho sẵn cho chúng ta rồi đấy. Acrylic này, vật liệu mái này, tóm lại là chúng ta nên chọn những cái vật liệu có sẵn này ném đi chứ không nên tạo vật liệu mới. Chúng ta chỉ nên này, vật liệu kéo này, vật liệu gỗ này, chúng ta chỉ nên là can thiệp vào là thứ nhất là map này, thứ hai là các chế độ, ví dụ cắt qua nó là gì này, hay là chế độ hiển thị trên mặt đứng hay màu của nó thôi. Còn là các thông số này chúng ta phải chọn đúng nhóm thì tự khắc nó sẽ có những cái tab này cho chúng ta đấy, chứ bình thường chúng ta tạo mới thì nó không có đâu, nó sẽ có nó chung chung, hiểu chưa đấy. Nếu mà cậu thích render Revit thì nên nghiên cứu cái này. Đó. Đấy là về vật liệu. Có một số các vật liệu mà nó liên quan đến vật liệu va sáng nữa đấy. Đây này, ví dụ như nếu mà vật liệu phát sáng thì chúng ta sẽ thiết lập ở đây, tích vào đây thì nó sẽ có vật liệu phát sáng cho chúng ta. Đây là sáng này đúng không, nếu mà giả sử chúng ta mà vẽ một cái đèn chẳng hạn thì trong cái phần bóng đèn chúng ta phải làm cái vật liệu phát sáng để nó tạo cái bóng đèn nó phát sáng đã, sau đó là chúng ta phải loát một cái nguồn sáng vào thì nó nhìn nó sẽ thật hơn, giống hệt như chúng ta làm bên 3D cũng thế đúng không. Chúng ta cũng có các thông số này, đây này các thông số. Ở đây nó có các chế độ phát sáng theo đèn led này, đèn đèn mờ này, màn hình điện thoại này,
theo ánh sáng của màn hình LCD đấy. Muốn chọn cái này thì cường độ nó sẽ tự thay đổi, chúng ta có thể nhập vào đây cũng được, hoặc chúng ta có thể để tùy chọn ở đây hay halogen này, là halogen này đây đấy. Color đây là màu màu nhạt nhẹ nhàng như màu trăng này đấy. Đây, màu sắc này, còn đây là kiểu kiểu tông tông màu theo theo cái chế độ sáng nào đó đấy. Đây là những cái mà chúng ta cần. Reflect là độ bóng đúng không? Phản xạ đây. Transparent độ mờ của hình ảnh này, lót. Tiếp theo là đến cái phần mà ánh sáng. Ánh sáng thì trước tiên là mình nói cho mọi người cái hôm trước là mình học cái đèn đúng không? Mọi người biết cách tạo ra cái một cái đèn rồi đúng không? Chúng ta sẽ tạo bằng family, sau đó là tạo một đây này, new family, magic magic light đấy. Đây là những cái mà tùy chọn để chúng ta spotlight. Đây là những cái nguồn sáng có sẵn này mà chúng ta phải loát mốt đèn vào, còn đây là tạo ra các mốt model đèn thì chúng ta lại phải phải vẽ ở đây cơ. Đấy, vẽ ở đây thì ví dụ như cái đèn mà đèn trần này chẳng hạn này. Đấy, ví dụ thế. Ta có thể mở thư viện ra để chúng ta có thể lấy được một cái đèn ra. Like. Đèn ốp, đèn trên bàn chẳng hạn. Đây, ví dụ một cái đèn ở đây thì nó loát sẵn bóng của chúng ta rồi. Nên chúng ta cứ lấy tạm một cái đèn mà nó không có bóng đèn đấy nhá. Kiểu như này đúng không? Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra được một cái mốt đèn này đã bằng cái thư viện đèn bình thường đúng không? Sau đó là chúng ta save as lại. Hoặc là đợi từ từ đã, chúng ta sẽ tạo một cái thư viện đèn khác như family. Chọn là chọn thư viện nguồn sáng ra. Support lighting future đấy đúng không? Đây. Chính là thư viện nguồn sáng chúng ta. Bây giờ chúng ta phải import cái mốt đèn kia vào. Mốt đèn đây, chúng ta phải load sang dự án là Family 4 này đúng không? Đây, chúng ta phải đặt nó ra đây được ra. Thư viện nguồn sáng này chúng ta có thể tùy chọn lighting này. Chúng ta có thể tùy chọn cho phát sáng theo kiểu là kiểu hình tròn hay là hình cầu, nửa bán cầu này, hay là phát kiểu đèn đeo light đấy, hay bóng dài, những cái thư viện mà bóng tip ấy, chúng ta sẽ chọn kiểu này hay đấy, nguồn nguồn sáng đấy, tùy tùy chúng ta. Ví dụ như cái này có thể là áp cho đen này cũng được đúng không, hay sáng tròn này cũng được này đấy. Tự khắc này nó nhỏ lại, cái này đáng lẽ là chúng ta phải bỏ đi cơ. Cái này ví dụ cái này nó chưa có nhá, ví dụ nó chưa có bóng thì chúng ta có thể loát cái này và ném xuống đây, như như thế là cái đèn của chúng ta nó sẽ có bóng. Cái này nó có rồi mà nó đang bị ẩn đi đấy đúng không, nó đang lát xem kia nhìn thấy cái này nó bị ẩn đi thôi chứ nó có rồi này. Ví dụ chúng ta có một cái mẫu như thế này, bây giờ mình sẽ đặt tên cho cái đèn này, save as nó ra. Về cách thiết lập nguồn sáng thì chúng ta biết rồi đúng không, đấy nhá, nguồn sáng đấy nhá, ta load sang dự án chúng ta. Đây mình sẽ vẽ mẫu ra một cái căn phòng nhỏ để tí nữa chúng ta render luôn, học render luôn.
theo từ tầng 1 đến tầng 2 có sàn là nói floor. Phòng này có vẻ hơi bé, chúng ta cho nó to lên một tí. Ví dụ ở đây chúng ta cho một cái đèn, một cái bàn vào đây thì đặt cái đèn này lên đúng không? Ví dụ thế. Ta đặt một cái camera. Ở đây mình sẽ vẽ một cái vách kính để có thể nhìn thấy bên ngoài. Cái tầm vuông mà thích vào đây. Okay. Vẽ luôn bằng kiểu này cho nó nhanh. Khổng lồ quá nhỉ. Level 2 thôi. Ví dụ thế. Chọn lấy một cái cửa to to một chút. Đây. Vậy sàn cho trần đúng không? Trần. Ctrl C. Paste level 2. Chụp này, chúng ta đã này kín rồi đúng không? Chúng ta đặt một, thử đặt một cái camera. Chắc là cái camera nó gần quá thì nó sẽ bị như thế này. Đấy, ví dụ như thế. Ví dụ nhanh như thế thôi. Ở đây thì chúng ta có thể là sơn nó vật liệu nhìn nó sáng sủa lên tí. Sơn này, sơn vật liệu sơn cho nó nhanh. Vật liệu sàn này. Vật liệu cho trần. Xem có vật liệu concrete nào không. Này hoặc là áp luôn vật liệu này lên trần cũng được. Này, phòng trắng như này nó dễ nhé. Ví dụ thế thì cái đèn này của chúng ta khi mà chúng ta thiết lập này, ở trong này nó có nhiều chế độ này. Ở trên này thì chủ yếu là các thông tin về đây vật liệu, ra vật liệu của cái chảo đèn là gì, của cái bóng là gì thôi, đây vật liệu thôi. Đấy. Các những cái này hầu hết là những cái thông số của đèn. Đấy. Chúng ta không cần quan tâm, chúng ta quan tâm nhất là ở phần dưới này. Thứ nhất là ở trong cái phần đây là độ sáng, đây là cường độ watt này đúng không, đây là chúng ta nhập vào đây, nhập cái thông số này, cường độ vào đây. Đấy. Đây là tông màu, tông. Đấy. Ví dụ như là theo tông ngả, theo tông màu gì ấy. Đấy, ví dụ đấy. Và ở dưới này là màu phát sáng. Chúng ta có thể chọn một cái loại màu, cái màu này chẳng hạn. Đấy. Được chưa? Thì cái đèn này nó sẽ phát sáng. Về đèn nó chỉ có như thế thôi. Chỉ về cái tạo ra đèn thì chúng ta học rồi. Còn loát một cái nguồn sáng chúng ta cũng học rồi. Đấy. Import một cái đèn vào để loát nguồn sáng vào thì mình vừa nói đấy. Còn thiết lập về cường độ màu thì chúng ta chỉ trong cái cụm này thôi nhé. Bây giờ mình sẽ thử render cái này. Chúng ta học luôn sang cái phần render này. Trong cái phần render này thì chúng ta sẽ chia thành ba cái là render bằng phần mềm Revit này. Render bằng khi cách import xong 3D Max Render này hay các phần mềm khác này. Hay Lumion hay một số phần mềm gì khác. Đấy. Và render bằng 360. Đấy, ba cái chính. Thì đầu tiên là để render bằng render ở trong mặc định trong Revit này thì chúng ta kích vào
À, trước tiên nói cái đấy thì mình nói đến cái phần là ánh sáng thêm một phần nữa. Cái này là trước mình nói chưa nhỉ? Đây, ví dụ như để bật tắt ánh sáng thì chúng ta này bật bóng đổ đúng không? Bật bóng đổ này. Chúng ta có thể thiết lập cái độ đậm nhạt của bóng đổ bằng công cụ là Graphic Display ở đây. Đấy. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta ở bên ngoại cảnh, ta vẽ dụ thế, mình đặt vật liệu cho nó. Thì ở trong cái camera 2 này chúng ta sẽ nhìn thấy nó chưa có cái background đúng không? Chúng ta để trong cái chế độ graphic display này chúng ta có thể tùy chọn được một số là ví dụ đây là màu màu sắc hay đèn light hay là để màu này đúng không? Hay là độ trong của vật này. Đấy. Hay là tùy chọn các nét hiển thị ở đây là nét gì. Về phần shader này chúng ta có mấy cái tùy chọn là ví dụ như là đây là bóng đổ đúng không? Nếu mà bật chế độ sâu ambient này sắc down lên thì nó tô cái mẫu chúng ta theo cái kiểu là chúng ta hay nhìn thấy bọn nó bon những cái ảnh mà nó xám 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 lại ở những cái góc ấy, chúng ta nhìn thấy hay hay có cái kiểu đấy đúng không? Dù này hay đèn light chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái ảnh này chúng ta hơi khó nhưng mà này nó sẽ tô tô xám lại những góc. Về chế độ lighting, lighting đây là tùy chọn ánh sáng mặt trời thôi, này chút nữa mình sẽ nói sau. Photographic background này, ví dụ mình để sky ấy, thì là nó sẽ tô một cái màu nền phía đằng sau đây. Đấy. Còn nếu mà để gradient này thì nó sẽ đổ một màu này. Đấy. Còn nếu mà để in mây thì chúng ta sẽ tùy chọn, chúng ta chọn loát một cái map bầu trời vào đây. Map ơi. Thường thường mình hay để là gradient để nhìn nó có vẻ đa chất diễn họa hơn. Chúng ta có thể save template lại. Đấy, trước mình học template này chưa nhỉ? Mình chưa học template đúng không? Cái này thì tí nữa mình sẽ nói luôn, nhớ nhớ nhắc mình nói cái phần template. Template là một phần rất là hay. Ok, đây là thiết lập một số thiết lập về ánh sáng thôi. Còn về cái chế độ mặt trời này, nếu mà mình để on ấy thì chúng ta sẽ thiết lập, nó sẽ bắt chúng ta một cái là vẫn theo tùy mặc định, còn cái thứ hai là thiết lập theo cái kiểu tùy chọn của chúng ta. Đấy, thiết lập này thì đây này. Về 3D chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. On này. Đây, mặc định, đúng không? Đây có biểu đồ mặt trời, đây là 10 giờ, đây là hướng bắc hướng nam. Đây hướng bắc, đây hướng nam. Đấy. Chúng ta bật bóng đổ lên. Chúng ta có thể thiết lập cái mặt trời này bằng sun setting này. Trong sun setting này thì nó có mấy cái chế độ là still là nó chế độ chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó một ngày nào đó trong năm và cùng một khoảng thời gian. Chỉ trong một 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 thời gian nào thời điểm nào đó thôi. Ví dụ đây là ngày mùng 1 tháng 6 2010 đúng không? Lúc 10 giờ này và location là địa điểm chúng ta chưa chưa thiết lập này thì này nó chưa có. Chúng ta có thể nhập vào đây. Ví dụ chúng ta có thể search ở đây là Hà Nội chẳng hạn. Đây nó sẽ search ra cái địa điểm đấy cho chúng ta. Này nó đợi do mạng nó hơi chậm. Ok thì nó sẽ nhập đúng cái tọa độ đấy vào đây thì nó, chúng ta mới biết được hướng nắng đúng không, hướng gió đúng không, hướng nắng đấy. Chúng ta có thể nhìn để ý thấy là nó đang đổ bóng này, đổ bóng theo đấy, nó thay đổi bóng ngay.
mỗi mỗi nơi trên trái đất nó sẽ có món đồ khác nhau mà. Một lưu ý nữa trong cái thông số như mình vừa nói ấy, nó có một cái kiểu là ví dụ đây nó có level 3 đi. Chúng ta cắt qua một cái level nào đó, cắt qua con level 3 nhé. Chúng ta nhìn thấy cái bóng đổ nó vẫn ở đây. Chúng ta nhìn nhìn thấy chưa? Bóng đổ nó vẫn ở đây. Thì làm sao để cho nó đổ chỉ ở trên cái phần này thôi. Cả chúng ta thu lại nó bị bóng đổ như thế. Chúng ta bây giờ vào trong lại phần sun setting này. Mình kích này. Đây nó đang đổ lên level 1. Ta kích vào đây. Đấy, thì nó sẽ không đổ bóng xuống đây nữa. Ta chỉ cần tắt cái off này đi thì bóng đổ của mình bây giờ nó chỉ đổ trên mình cái này, thì chỉ đổ mình trên cái level, tại vì không có sàn cho nên không nhìn thấy, đúng không? Đấy, cái đấy là chúng ta rất hay bị trường hợp là bóng đổ xuống tận tầng phía bên tầng bên dưới. Trong phần này thì tiếp theo là single day. Single là cũng là một ngày nhưng mà nó lại cho phép chúng ta là trong một khoảng thời gian nào đó trong một ngày, ví dụ từ mấy giờ đến mấy giờ thế này, đúng không? Đấy. Đây mấy giờ đây này, hay là mấy bao nhiêu phút này. Ở đây thì nó là các ngày đặc biệt trong năm, đồng chí hạn chế các thứ này. Đấy, những ngày này thôi, những ngày đặc biệt trong năm. Multi day là từ khoảng thời gian ngày nào đến ngày thời gian nào. Ví dụ như ở đây là tháng 6 mình có thể để tháng 1 đến tháng 12 chẳng hạn. Từ tháng 1 đến tháng 12. Đấy, apply này, thì thấy không? Giống như ngày xưa chúng ta học vật lý kiến trúc đúng không? Đổ trong khoảng, tức là mặt trời của chúng ta này nó sẽ luôn chạy từ đây sang đây. Và cái trong tháng 12 nó chỉ là dao động. Này. Đấy, chúng ta nghiên cứu ánh sáng rất là dễ. Cái này thì thiết thân là thiết thực khi mà chúng ta vẽ một cái nhà nào đó, chúng ta cần xem hướng nắng ở đấy như nào để chúng ta thiết lập mặt đứng để nó có thể che che phần phía nào bên nắng nắng nhất, đúng không? Chúng ta nó rất là thuyết phục. Chúng ta nhìn đây, chúng ta bảo họ là cả năm của ông nó chỉ chiếu như thế này thôi, cho nên không nhất thiết là phải chống nắng ở bên này làm cái gì cả, nó chỉ chống nắng ở bên cái cạnh này là mạnh nhất thôi. Đấy, tương tự như, ví dụ như trước mình làm cái trường học đấy, chúng ta đưa ra những ngày thì nó sẽ rất là thuyết phục. Đấy. Đây đưa ra tổng mặt bằng hướng nắng đúng không? Đây. Trên mặt bằng. Đây. Thì nó rất là hay. Đấy, những cái mà rất thiết thực. Tương tự như nếu mà là lighting thì là nó sẽ không có ngày giờ gì cả mà nó chỉ chiếu theo 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 một hướng 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 mặt góc mặt trời là cao bao nhiêu, hoặc là mặt trời xoay ở góc bao nhiêu độ. Đây là góc xoay và góc nghiêng của mặt trời, thì là chúng ta này chúng ta tiện chúng ta render quốc cảnh, đúng không? Nó chẳng cần ngày nào cả, chúng ta chỉ thiết lập là tôi muốn mặt trời nó phải cao như bằng đấy và nó phải xoay đúng hướng chiếu vào mặt đứng của trình tôi nhìn dễ nhìn, đúng không? Đấy, ở đây thì nó là hướng mặt trời quay theo hướng mặt mặt trước, mặt sau, mặt 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 top right này, top left này, đúng không? Mọi người hiểu về chỗ đấy chưa? Rất là dễ hiểu đúng không? Theo là đây cái về ánh sáng mặt trời thì nó chỉ có như thế thôi. Ánh sáng nhân tạo thì là chỉ chiếu trong cái đèn này thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào luôn cái phần là render nhá. Đây, đây sun setting ở đây nó giống như thế. Đấy, thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào chưa? Những cái ảnh nào render mà có mặt trời chiếu vào thì luôn luôn nhìn nó sẽ đẹp, nó sẽ trong trong bài chúng ta. Giờ mình render cái ảnh này. Render thì chúng ta sẽ vào trong là view render, đây render này, còn đây là render in cloud, tức là render qua mạng, render dựa vào cái máy chủ của Autodesk. Và render
Ok, cái này là ảnh ảnh xem lại cái ảnh của mình, ảnh render của mình. Hai cái này chúng ta chưa chưa cần quan tâm, chúng ta nhấn render ở đây thì sẽ ra cái bảng này. Nhấn render đấy được hoặc nhấn đấy được. Cái region này là render một cái vùng nào đó, chúng ta ví dụ như muốn crop một cái vùng nào đó này, một chỉ một cái vùng nào đó thôi. Đấy thì chúng ta crop đây, ta bỏ đi. Ở đây các chế độ là render thử này, render chế độ thấp lên chế độ cao. Cú tầm là tùy chọn, là edit là cái chế độ mà mình muốn tùy chọn, ví dụ như độ độ khử đăng cưa này, khử đăng cưa này, hay chế độ phản bóng của vật lên lên nhau, đổ bóng vật liệu nhau, hay độ trong, đúng không? Đấy, thì chúng ta có thể thiết lập ở đây. Còn nếu mà không ấy thì chúng ta có thể là để chế độ cao nhất này, nó sẽ cao nó hơi lâu. Cái medium này, đây là khổ ảnh, khổ scale này là nó đi này 500 x 435 này. Nếu mà green ở đây cao nhất là 600, là khổ ảnh 6000 là cao nhất, thế thôi. 6000 cũng là bình thường. Anh ra tổng thể bên Panamax anh toàn là 10000 hay 2000 để có thể in được pano nữa cơ mà. Đấy, đây là tùy theo mọi người, càng render cái này thì sẽ càng nặng. Tiếp nữa là nó sẽ tùy chọn là ánh sáng render là sử dụng ánh sáng nguồn nào. Thứ nhất là ở đây nhá, đây là sun only là mặt trời chỉ có, và interior là ngoại thất. Đây là chế độ render ngoại thất và chỉ có mặt trời, chế độ render ngoại thất và mặt trời và ánh sáng nhân tạo. Chế độ render là chỉ có ánh sáng nhân tạo này, nhưng mà là render ngoại thất. Còn đây là chế độ nội thất mà chỉ có ánh sáng mặt trời này, nội thất mà cả hai này, là nội thất chỉ ánh sáng nhân tạo. Rất dễ hiểu đúng không? Nếu mà là chỉ là mặt trời không ấy, chúng ta chọn đây, mình sẽ thử render luôn mọi người. Ta không nhìn gì à? Chúng ta có thể đoán là tại sao thể cái cam này nó dính vào tường mất rồi. Ta đẩy cái tường này ra xa một chút. Nếu muốn nhìn lại cái camera thì chúng ta có thể về mặt bằng và kích lên cái view này và nhấn sâu sâu cam, người ta sẽ nhìn thấy nó. Đấy, về lại này, kéo ra xa thì nó sẽ không bị ấy nữa, không bị hiện tượng méo hình nữa, đúng không? Mình nhấn render lại nhé. Đó thấy chưa? Cái này thì là ánh sáng nó đang bị chói quá, nó bị nắng quá. Đấy, chúng ta có thể là cho cái cửa kính nó mờ đi một tí hay là màu đi một chút thì nó sẽ bớt sáng, tại vì tất cả cái tường của mình đang là màu trắng quá nên nó cũng ảnh hưởng tới việc ánh sáng này, sàn bóng. Đây, cái background là phông nền cho bầu trời, ví dụ đây là sky là no cloud, tức là nó không có mây, nhiều mây ít mây này, rồi có mây này, rất là nhiều mây này, hay là một cái màu nào đó, hay là một cái ảnh nào đó để làm background. Cái dưới này là cái tùy chỉnh khi mà chúng ta render xong rồi, ví dụ chúng ta thấy nắng quá đó, chúng ta có thể nhấn vào đây, chúng ta có thể chỉnh luôn ở đây, ví dụ như ở chế độ highlight này chúng ta để, hoặc là này thấy nó cao của bright này, đắt này, thấy chưa? Thế chúng ta render xong rồi chúng ta vẫn có thể cứu vãn được tình hình bằng cách là chỉnh đây, nó giống như chỉnh shop nhưng mà nó cao hơn ở shop, là nó nhìn nó hợp lý hơn. Thế ở shop nó mà sáng như thế chúng ta chỉnh bằng rời nó trả xuống được như thế này, đúng không? Còn đây thì chúng ta có thể chỉnh tông màu solution này, là ảnh hưởng màu này, tăng màu trắng này, hay là tăng độ nóng, hay là tăng màu lạnh này. Đấy thì một số lúc đầu chúng ta render trong Revit nó hay bị hiện tượng là bị vàng, chúng ta có thể chỉnh cho white là chỉnh tông màu trắng cao lên, đúng không? Và solution chỉnh thấp đi nó đỡ rợ, ok. Đấy, được chưa? Nhìn nó khác ngay đúng không? Ở đây thì chúng ta phải nhấn render lần nữa, mình quên mình tắt đi. Đây, hay là vào những một đây cái model này thì mình đây là ít đồ cho nên là chúng ta chưa nhìn thấy rõ. Chúng ta có thể mở một cái cảnh mà nó làm sẵn. Đây,
xem file, simple file này. Ta nhìn thấy ở đây nó một số cảnh làm sẵn này. Một số project mẫu. Ta có thể mở ra chúng ta quan sát xem. Ví dụ như ở đây nó render ở cái cam phòng khách này. Mọi người nhìn ở đây là thấy là nó bị như này, tức là nó đang để chế độ tô bóng lên rồi, thấy đúng không? Nên loang loang này là nó chế độ graphic này. Đây show sắc đao này, thêm bốn thêm bình sắc đao lên thì nó sẽ bị xám xám góc, nhìn nó giống như render ấy. Đây là một số cái view phối cảnh này, chúng ta có thể render những cái view này ra để mà xem được. Tất nhiên nó này nó sẽ hơi bị nặng, hay là chế độ phòng cách này, chúng ta có thể render cái phòng cách này, render view. Tất nhiên là nó sẽ hơi lâu tí, chúng ta để chế độ loud thôi nhé. Là chế độ best thì nó sẽ cao nhất scale render. Đây ta nhìn thấy nó render ra được như thế này. Đây là chế độ mình đang render, chế độ đèn test cho nên nhìn này, còn đèn căng lên thì nó sẽ nét căng. Sau đó là chúng ta phải điều chỉnh cơ. Sau khi điều chỉnh xong một số các thông số thì nó sẽ được như thế này. Living room. Đấy. Nếu mà so với một cái người mà không biết bài Max thì hoàn toàn là chúng ta có thể là làm đẩy cái bài này lên được nữa, nó lại còn đẹp được hơn nữa. Nhưng mà đây là nó chỉ là render cho chúng ta xem trước thôi. Đấy. Tức là render xong nó được ra những cái nhiều bài mà ở trên mạng bọn nó render rất là đẹp. Tất nhiên là ai mà chuyên về render chúng ta đến nghiên cứu này. Render muốn đẹp vậy, thứ nhất là phải đặt vật liệu cho chuẩn đã, đặt tất cả các vật liệu, không sót vật liệu nào cả. Sau đó là kể cả những cái cửa kính chúng ta vẽ xong rồi, chúng ta vẫn phải đá vật liệu từ từng đố cửa. Sau đó là chúng ta sẽ đặt hướng bật ánh sáng, chọn màu sắc cho nó cùng tông, kể cả làm bài mắc thế. Có mà ông ren kỹ thuật render bằng trời nhưng mà sắp đặt ông xấu thì nó không bao giờ ra thành đẹp, đúng không? Hay tỷ lệ đồ vật cái thứ liên quan nhiều thứ chứ không phải là phần mềm quyết định, mà nó còn cả quyết định của nhân tố con người nữa cơ. Đấy, quay trở về cái bài này này, mình tiếp tục là chuyển sang thử render một cái chế độ nữa, đó là render mà sử dụng ánh sáng nội thất. Đây đúng không? Ánh sáng nội thất, chỉ mình nội thất không? Thì khi mà mình chọn chế độ này này, nó sẽ cho phép chúng ta, còn nếu mà chúng ta chỉ được sun only này, thì ở đây nó cũng có cái chế độ là cho phép chúng ta là chọn hướng nắng này và độ cao của mặt trời. Tùy chọn được mà. Tùy chọn để chúng ta có thể tùy chọn chiếu vào đây như thế nào. Hay là nếu mà chúng ta chọn là vật liệu ánh sáng nội thất ấy, ánh sáng đèn không ấy, thì đây là tùy chọn những cái đèn nào sẽ sử dụng ở trong cái bài này. Có rất là nhiều đèn nhưng mà bây giờ chúng ta muốn tắt, chỉ muốn bật một số đèn thôi, không bật hết. Đấy, thì là cái chế độ này, nhấn vào đây. Mọi người nhìn thấy không? Ở đây này, nó có một cái đèn này. Đấy. Nếu mà trong trường hợp có nhiều đèn thì làm sao? Ví dụ nhé, đây mình có một cái chuẩn. Đấy. Đây là xeo linh rồi đúng không? Mình đặt đèn này, xem mờ. Ẩn đi. Mình đặt một cái. Mà quên. What? Đặt đèn. Light. Một đèn chuẩn. Đèn ốp, đèn trên trần. Không rõ là cái đèn này nó có bóng hay không nữa. Ta ra ngoài cho chắc ăn. Ví dụ cái đèn này. Dán lên đây. Đúng không? Đây là chúng ta có hai cái đèn đúng không? Đèn này là
Đây, đèn chuột, muốn đèn. Đấy, khi mà mình nhấn render, mình đây nhấn tùy chọn bật những cái này là đây để có đèn chùm này, mình có thể tích để bỏ cái đèn nào đi, đây nó sẽ xanh lên này đấy đúng không, hay là chúng ta có thể là tạo một nhóm đèn, ví dụ new này, new group, ví dụ là đèn đèn downlight chẳng hạn, thì trong cái nhóm đèn downlight này thì mình sẽ cho những cái đèn nào vào thành làm đèn downlight chẳng hạn, group lại group group đèn là vào mà. Ta có edit group. Đây, chúng ta có thể tùy chọn này. Add này hay là remove. Ví dụ bỏ cái đèn này đi chẳng hạn. Đây, add thêm cái đèn này, thêm đèn này. Được chưa? Đây này, mình add nó nhận này. Đấy. Thì quay lại sửa lại bên này mình thấy này. À cái group đèn đèn downlight của mình đã có hai cái đèn này rồi. Hiểu hiểu không nhỉ? Để nó mình quản lý nhóm đèn, ví dụ đèn tường, đèn trên bàn, đèn trên trần, bật nhóm nào chúng ta chỉ cần nhìn đây, à đèn nào là chúng ta bật cả nhóm luôn, đỡ mất công phải đi tìm từng cái. Hiểu chưa này, chúng ta tạo group này, sau đó là edit để nhập thêm thêm đèn hoặc là bỏ bớt đèn đi. Giả sử bây giờ mình chỉ chiếu sáng cái đèn trên bàn nhá. Ok, mình render. Thế đèn mình sáng chưa? Tất nhiên là tùy chọn ánh sáng mình nó đang để ánh sáng yếu quá. Để ánh sáng yếu quá hoặc là chúng ta có thể tăng cái độ sáng này lên, nhưng mà tăng kiểu này thì nó sẽ không được đẹp. Tăng kiểu này là tăng cái kiểu giống như để tăng ánh sáng của camera lên thôi. Còn bản chất của chúng ta vẫn phải làm cho cái đèn này nó phải sáng tương đối đã, đúng không? Hoặc là tùy, tức là chúng ta nhìn tương quan xem là nó các đèn với nhau thôi. Đúng không? Cái đèn này cũng thế, tăng từ sáng lên, làm cẩn thận thì nó sẽ phân ra được một vài đẹp. Ok đấy, mọi người hiểu cái phần này chưa? Sau rồi chúng ta có thể là xếp tu xếp image này, tức là xếp lại cái ảnh này đấy, bà lấy view dưới là phòng khách chẳng hạn. Ok, nó sẽ nằm ở đây phần rendering để chúng ta xem lại. Hoặc chúng ta có thể export, export tức là xuất cảnh này ra. Đấy, xuất ảnh ra để lưu. Được chưa? Đấy. Show the model tức là chúng ta quay quay trở lại cái này. Đấy, quay trở lại. Show render, show mode. Ok. Đấy là render bằng phần mềm Revit. Chúng ta học một cái render nữa là render bằng camera, à render bằng cái ứng dụng ở render cloud. Đây ứng dụng này, ứng dụng này nó sẽ bắt buộc chúng ta sẽ phải import cái mô hình của chúng ta lên trên server của Autodesk. Chúng ta có thể lựa chọn một cái bài nào đó nó nhẹ nhẹ thôi để test chẳng hạn, chỉ test thôi mà. Đấy, ví dụ như cái bài này chẳng hạn cho nó nhanh, chúng ta render in cloud, nhấn vào đây. Không, nó chúng ta sẽ lập một cái tài khoản và đợi nó up mô hình lên. Render Cloud này thì nó thích hợp cho việc chúng ta render một loạt ảnh, tức là render nhiều ảnh một lúc. Đấy. Ở đây mình sẽ thiết lập một cái tài khoản bằng cách là kích vào đây này, kích vào đây giống như lập tài khoản Facebook hay là các vào đăng nhập cái trang web khác thôi mà. Đây mình đăng nhập, mình không nhớ đâu.
Không biết có còn nhớ mật khẩu không? Ngon. Sau khi đăng nhập xong thì nhìn ở đây này, nó sẽ hiện tên mình ở đây. Ok, đây là nó các bước continue là nó sẽ bắt đầu up mô hình. Đây là mình chưa 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 xếp mô hình lại. Đấy, phải xếp mô hình lại. Có tên tuổi đúng không? Đây chưa có cái tên tuổi gì. Đấy. Render cloud continue. Cái này tùy thuộc vào mạng chúng ta nhanh hay chậm thì nó sẽ up lên nhanh. Mạng chậm. Không, chúng ta à không, nó vẫn phải đợi một tí. À không, không cần, không cần. Cái đây là mình chỉ nhờ server của nó thôi. Bademark phiên bản mới thì cũng có cái này rồi. Đây, chúng ta nhìn thấy này. Đây là chúng ta chọn lựa view để chúng ta render. Đấy, output là ảnh theo cái kiểu gì? Ảnh theo cái kiểu là một ảnh thôi hay là ảnh panorama, ảnh to. Ảnh panorama tức là nó sẽ render vòng tròn quanh nhà mình. Đây là các chế độ render standard hay finite. Nếu mà mình chỉ để chế độ finite này này, nó sẽ ảnh nó sẽ to, và ở đây nó giới hạn cái số lần render ảnh to của chúng ta. Chúng ta nếu mà render ảnh nhỏ thì thoải mái credit này. Đấy, quan trọng cái này. Kể cả size này, ví dụ như nếu mà lập nick này chúng ta sẽ được mấy lần cái ảnh render ảnh to này. Đấy, còn đây đây thì không được render ảnh to đâu. Ảnh 9 megapixel, 16 megapixel không được nữa rồi. Chúng ta giờ chỉ chắc chỉ còn render được ảnh ảnh này được không nhỉ? Chúng ta thử một cái 1 megapixel thôi nhá. Đấy. PNG hay JPG hay đây là các chế độ ảnh. À bữa nay này hình như nó có được tách được cả bầu bầu trời ra được alpha đấy. Chúng ta nhấn render. Ở đây là nếu mà kích email khi mà render xong nó sẽ gửi một cái mail về cho mình biết. Chúng ta nhấn start render. Đây lâu nhất là lần đầu nó up cái mô hình này lên thôi. Mô hình càng nặng thì chúng ta sẽ phải đợi càng lâu. Tất nhiên là cái cách này nó sẽ có một số thuận lợi chúng ta này. Thứ nhất là render ở trên này nó nhìn máy nó khỏe hơn, chúng ta render được ảnh thật nó nhanh hơn. Thứ hai là khi mà máy mà chúng ta đang cần làm việc gì đó thì mình render trên này đỡ tốn tài nguyên máy, chúng ta có thể làm việc khác khi nào xong chúng ta lôi xuống kiểm tra lại. Đấy. Bây giờ mất điện cũng không làm sao cả, nó đã up lên rồi, yên tâm. Đấy, chúng ta nhấn vào đây render này để truy cập vào cái trang web đấy, chúng ta có thể xem. Ừ, xem được luôn. Cái bài của chúng ta đây xong rồi này. Đây, test. Chúng ta có thể nhấn vào đây. Ở đây là các dự án mà mình đã render ngày trước. Những cái file mà mình test thử ấy nó vẫn đang còn đây này. Ví dụ như những cái file render thử đây mình có thể kích vào để mình xem được. Có thể có nút share nên chia sẻ. Đúng rồi, trên này nó chỉ là render thôi. Đấy, đây là nó load là cái ảnh mình ra này. Đấy. Nó cũng rất là nét. Không, nét căng. Còn đây là cái ảnh của chúng ta. Đấy. Có phải là render trên này mình nhìn lúc nào nó cũng đẹp hơn render trên máy. Nó rất là chuẩn. Render trên ở trên cloud này, kể cả render nội thất đấy, nhìn nó đẹp hơn. Như thế này là kể cả render 3 Max, 3 Max ta nếu mà chúng ta học mặc 3D cũng chỉ render được như thế này. Và vào shop chúng ta chỉnh sửa cho độ tương phản nó cao lên thôi. Ở bên này nhá, có một cái lợi nữa là khi mà render ở đây này, chúng ta có thể tùy download, đây là các chế độ download nhá, render lại nhá, hay là ẩn cái này đi. Nhưng mà cái chế độ này là chế độ hay này. Adjust này, chúng ta có thể chỉnh trực tiếp luôn trên này được.
chúng ta chỉnh đến đâu chúng ta nhìn luôn, nó không như ở bên Revit này chúng ta chỉnh xong chúng ta phải apply, chúng ta không nhìn thấy, không nhìn thấy vật để chúng ta chỉnh đúng không? Khi mà cứ phải apply như thế rất là khó chỉnh. Nhưng mà ở bên này thì chúng ta có thể xem trực tiếp luôn. Chúng ta có thể mua nhiều lần, số lần render thứ, nếu có tiền chúng ta mua render ảnh to, hoặc là lập những cái tài khoản mà sinh viên để chúng ta render được nhiều hơn. Nên lập những cái tài khoản sinh viên đấy. Đây, nếu mà một cái ảnh mà render như thế này là mình theo mình nghĩ là rất là tốt rồi. Nhìn ở đây chất lượng ảnh như thế này bên Banimax cũng dạng chỉ render được như thế này thôi, chẳng qua là có cảnh quan thứ vào hơn thôi. Đấy, đây mình ví dụ nhá, đây mình có thể chỉnh tông này, thấy lập tức nó red time luôn cho mình. Chúng ta có thể xem trực tiếp luôn đây. Đấy, chỉnh highlight thứ bầu trời lên đúng không? Chỉnh sáng tối lên một tí này. Đây, nó sắc nét ngay, nhìn nó đẹp ngay đúng không? Solution màu white, đây là chỉnh chỉnh về tông màu. Đấy, apply. Khi mà apply thì nó sẽ chạy lại một lượt nữa là ra một cái ảnh cuối cùng cho chúng ta. Đấy, tóm lại là chúng ta nên up lúc mà up vật liệu ở bên kia kìa, chúng ta phải up nó chuẩn một chút, cứ từ từ mà up thôi, up cẩn thận, chọn đúng chủng loại vật liệu và up cho từng đồ vật một. Mình thấy render cloud này rất hiệu quả nếu mà chúng ta muốn render ảnh bên Revit. Đây ảnh chúng ta đây, đây là mình mới để chế độ hơn 1 pixel thôi, còn nếu mà chúng ta ren chế độ 25 ở đây nó có 16 megapixel ấy đúng không, là chế độ cao nhất đấy, thì ảnh nó còn nét căng hơn đấy. Như thế là ảnh đấy là ảnh quá nét rồi. Chúng ta có thể download về và download image hoặc là lưu trữ trên này, chúng ta dự án nào chúng ta cũng nhìn trên này rất là đẹp không. Muốn dự án mới này hay là chúng ta có thể vào cái tab bên cạnh này để xem mọi người render như thế nào. Có nhiều nhiều người người ta chia sẻ các ảnh render lên đây ấy. Nó nhìn vào chúng ta xem là mức độ render của Revit nó đến đâu. Đây có 6.000 ảnh này. Đấy, đây dụ như nội thất thì chúng ta render như thế này là được rồi, tại vì ở đây nó được một cái là chúng ta không mất công phải sao phần mềm khác là một này, chúng ta render bên này chúng ta có thể sao chúng ta bổ thuật luôn ở bên này được đúng không. Đấy, đây này những cái bài này chả xuất sắc à đúng không. Đây này, nhìn nó đừng ra cái đừng đừng ra cái chất này được, mình cực kỳ dị ứng cái màu một cái xỉn xỉn như thế này. Đấy, chúng ta khi mà thiết lập vật liệu kính ấy, chúng ta nên thiết lập làm sao cho nó độ đục của kính nó đục vào thì chúng ta không bị nhìn xuyên qua, hoặc là đấy để chế độ này này nhìn map miếc nó rất là đấy, render như này là quá ok thì đúng không. Đây này nhìn kính kiếc các thứ, chúng ta có đặt đèn trong render ngoại thất chúng ta vẫn để cả cả nhìn thấy bên trong cả đèn 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 cả tự nhiên lẫn nhân tạo thì nó sẽ đẹp hơn. Nhìn nó màu kính này. Đây, chúng ta nên vào đây chúng ta xem để chúng ta lấy cái tinh thần cho khi một khi chúng ta muốn render thì chúng ta bảo à hóa ra là nó làm được như thế này thì mình cũng làm được đúng không, thì cứ làm dần dần thì sẽ ok. Ảnh tương đối là nhé đúng không. Ngày xưa mình render cái ảnh mà mình xem đây là mình render máy mà nhìn nó ra được như thế rồi. Nếu mà mọi người đầu tư vào thì hoàn toàn có thể ra được những nhiều ảnh đẹp cho nhiều cái mốt thư viện vào. Được chưa nhỉ? Chúng ta có học render Banimax không? Học qua một tí nhá. Mình nói luôn ở đây cho nhanh thôi. Cũng là cái mô hình này luôn nhá. Bật Banimax lên.
Lưu ý là chúng mình sẽ dạy mọi người cách là link link file Bodymark qua Revit. Nếu mà ai biết Bodymark, chúng ta có thể lựa chọn render bằng Bodymark cho nó nhanh cũng được. Tất nhiên render bằng Bodymark thì nó là phần mềm nó chuyên diễn họa, tất nhiên là nó sẽ dễ dàng hơn, nó nhiều thư viện để làm phụ trợ hơn đúng không, và render nó cũng đẹp hơn, nó có V-Ray mà. À, đến Revit nó cũng có V-Ray cho nó, mà nó không phải là V-Ray mà là Markwell, thì tương lai không xa thì nó cũng sẽ có V-Ray cho nó thôi. Hãng Chao Group thì bọn này nó cũng mua rồi, thì sớm muộn thì nó cũng có V-Ray cho này thôi, cho nên cứ chuẩn bị tinh thần. Gen nó không phải là lớn, nếu mà gen như này thì nó không phải là xấu. Nó xấu là một cái là nó ít đồ đồ đạc phụ trợ vào nó rất là ít, đúng không? Chúng ta phải lấy thư viện ở bên kia, bên Bodymark ra, thì nhiều khi là nó hiển thị những thứ nó không được đẹp như bên kia, xem mình xem biết nó không mượt mà như bên đấy. Đây, giao diện của chúng ta như thế này. Ở về Bodymark thì chúng ta phải học thôi, chứ không bây giờ mình không giải thích nhiều về các công cụ đây nữa, mình chỉ giải thích cái nguyên lý hoạt động thôi. Bây giờ mình sẽ link cái file này sang. Mọi người muốn render cái này hay render cái mô hình to kia? Mô hình này. Rồi cái kia cho nhanh nhá. Cái bé kia thôi. Cái này thôi. Nhất là mình có mấy cái kiểu này. Một là import. Import file link import này, thì cho nó có thể là cho phép chúng ta import được những cái file 3ds hoặc là dvkg, là như kiểu file packet đấy. Chúng ta có thể export ra những cái đuôi cat này, lfbx này đấy. Nếu trường hợp mà chúng ta dùng Revit phiên bản thấp hơn phiên bản ba phiên bản Bodymark thấp hơn phiên bản Revit. Còn một cách nữa đó là chúng ta không cần phải import ra, mà chúng ta import luôn trực tiếp, tức là chúng ta có thể link link thì nó khác với import ở điểm nào. Link thì chúng ta có thể cập nhật thay đổi được, còn cái kia thì chúng ta lại phải import lại, cho nên mình khuyến khích mọi người nên link, có thể link FBX hoặc là link Revit đấy. Nghe nói là cái bản Revit 2016 thì nó tốc độ link của nó đã tăng lên gấp 10 lần rồi, nó sẽ cập nhật mô hình nó nhanh hơn, nên mình cũng chưa 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 thực hiện test ở bên đấy kỹ, để hôm sau mình test thì mình sẽ nói sau. Link Revit này, chọn là bài test này, nó sẽ connect, nó mất vài phút thôi. Đây, nó nếu mà chúng ta sử dụng luôn cái camera đấy, chúng ta sử dụng luôn, hoặc là chúng ta có thể kiếm một tấm 3D thôi, và sang bên này mình có thể lấy thích ra cái cam này thì lấy em, ví dụ mình chọn camera 2 chẳng hạn đúng không, hoặc là không có camera. Mình chọn xong rồi mình nhấn attach zip file. Đây nó hỏi là có lấy cái nguồn sáng là daylight ở giống như ở bên đi xa không, mình không, bên này mình có thể đặt ánh sáng bên này. No, đây đây chính là mô hình chúng ta. Chúng ta có thể xóa nguồn sáng với các thứ đây đi, nó sẽ bị nhiễu bên này đấy, mô hình chúng ta đây. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng một số thao tác ở bên này, ví dụ như là mình sẽ đặt thêm một cái nền. Những cái này thì mọi người chưa chưa cần phải chú ý tới làm gì đúng không? Đấy. Ở đây thì mình sẽ lên setup này, mình sẽ chuyển sang vật liệu V-Ray. Liệu V-Ray. Đấy. Ok, bật chế độ vật vật liệu lên. Đây mình sẽ đây là vật liệu V-Ray rồi. Mình chỉnh màu cho nó màu trắng. Mình đổ tất cả một màu trắng trước đã. Mình cứ đổi tất cả một màu trắng trước đã.
chuyển cái chỗ này làm chế độ sắc đơ thì nhìn nó dễ nhìn, đúng không? Tiếp theo đấy là mình sẽ đặt màu riêng cho từng đối tượng. Ví dụ như cái này là vật liệu kính chẳng hạn, đây mình chuyển sang màu kính. Chỗ này mình sẽ để cho nó phản xạ một chút, pha lót này, chế độ phản xạ. Ok, Resilient. Chế độ trong màu kính mình muốn cho nó hơi màu màu, nó có một chút màu. Đây mình sẽ áp cho kính, nó sẽ tự nhận luôn tất cả các kính màu, nếu màu kính nó sẽ nhận hết luôn, ví dụ thế. Bên này mình sẽ chế độ cái này đồ kính mình sẽ để cho nó là một cái màu đen đó. Đây có một chút độ bóng, một chút độ lì. Đây ví dụ là nhôm đen, mình đổ nhầm rồi. Đây mình chọn vào cái đồ kính này, mình đổ đây thì nó sẽ nhận luôn mà. Đó, nhưng tất nhiên những cái nào mà là cùng vật liệu ở bên Revit ấy thì nó sẽ tự nhận, cho nên là chúng ta phải đổ bên Revit, chúng ta phải đổ tách những cái vật liệu này ra. Đấy, nay chưa có camera, chúng ta có thể thiết lập đặt một cái camera cho nó. Mình về mặt bằng thiết lập một cái camera, một cái camera nhìn từ đây chẳng hạn. Đây, kéo nó xa một chút, nâng cái cam này lên, ví dụ như này đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ thiết lập một cái nguồn sáng ở đây, một cái nguồn sáng V-Ray Sun chẳng hạn. Chiếu từ bên nào sang cho đẹp, để chiếu bên này thì cho nó sáng đi. Đây. Mình thiết lập cường độ ánh sáng 0.02 thôi, chế độ mờ, chế độ 8, mình lấy cái bầu trời này sang đây. Bầu trời này mình sẽ cập nhật nó theo cái đèn này, sun cường độ bầu trời để 0.02. ok đấy, ví dụ như thế. Vật liệu, đổ một số vật liệu, ví dụ như vật liệu cho cái mái bên trên, mình sẽ thiết lập cho nó nhanh thôi, chúng ta đợi một chút. Đổ cho cái mái, gắn UV kép map cho nó đúng không, nhanh chúng ta cứ để tạm như thế đi. Về chế độ vật liệu tường, chúng ta có thể hút vật liệu hoặc là đổi cho nó luôn một cái vật liệu kiểu như thế này. Bitmap áp cho nó một cái vật liệu này luôn nhá. Kiểu mô phỏng tường gạch, gạch trần. Tường này thì chắc chắn chúng ta nên cho nó một chút độ bong. Thế. Bây giờ mình sẽ render thiết lập. Mình thiết lập cái chế độ render cho khổ ảnh, cho chế độ vision bé này thôi. Engine Maps, ta để Medium
Like setting. Ok. Mình lên là chế độ render kiểu như render thật luôn. Nhấn render. Ta nhận thấy là nó rất là bị sáng đúng không? Sáng là do cái vật liệu ở nền này mình đang để vật liệu nó trắng quá, chúng ta có thể để cho nó một màu xám. Đấy. Và cái mặt trời của mình đang chiếu trực diện quá. Mình test lại đi xem sao. Đó. Đấy. Đấy là cái nguyên lý khi mà render bên này. Để bây giờ chúng ta có thể cập nhật lại được lại mô hình. Đấy là xong. Bây giờ nó chỉ liên quan đến việc là render thôi, không liên quan đến việc dựng mô hình nữa. Nhưng mà chẳng hạn như chúng ta cần chỉnh sửa gì đó bên mô hình thì làm thế nào? Chúng ta chỉnh sửa, ví dụ như ở bên mô hình này mình đặt thêm một cái cửa ở vị trí này. Mình đặt thêm một cửa ở vị trí này, mình xếp add. Thì bây giờ bên này mình phải cập nhật lại đúng không? Bên này này, mình sẽ cập nhật bằng reference và manager link. Đấy. Mình chọn sang cái file này thì cái file mình đang link đây. Ở đây có ba cái chế độ này. Mọi người cần lưu ý chỗ này. Chế độ đầu tiên là reload. Reload tức là nó sẽ cập nhật lại mô hình. Cập nhật cái cửa sang bên này. Detach tức là chúng ta sẽ không nó sẽ tách cái mô hình này ra. Nó không liên quan đến file body mask này nữa. Tức là nó sẽ mất cái mô hình này. Còn bind tức là nó sẽ tách cái, nó sẽ nhập cái file revit vào body mask này, không liên quan gì revit này nữa, tức là revit sẽ không chỉnh sửa được nữa. Đấy. Còn nếu mà trong trường hợp này thì cái mô hình này chúng ta cũng không chỉnh sửa các đối tượng này, mình có thể là lôi lên lôi xuống hay là di chuyển được thôi chứ không chỉnh sửa được, không edit được. Đấy, chúng ta nhấn reload để cập nhật đúng không? Nên nhớ quá trình cập nhật nó tương đối là mất thời gian, cho nên chúng ta hạn chế việc là cập nhật nhiều. Chúng ta cố gắng là dựng cho kỹ bên Revit đi, chúng ta với cập nhật. Khi nào mà cả ra chỉnh sửa chúng ta nên ghi những cái chỉnh sửa ra ngoài giấy trước đi đã. Khi nào nhiều chúng ta chỉnh sửa một lần để đi loa lại cho nó đỡ mất thời gian. Đấy. Không nên là cứ cập nhật liên tục thì ngồi chờ nó mất thời gian lắm. Đây, quan trọng nhất là cái bảng này. Cái bảng này nó sẽ bảo chúng ta là có lấy cập nhật lại ánh sáng không, cập nhật lại camera không. Chúng ta không lấy camera bên đấy cho nên là không cập nhật. Cái chế độ geometry đây là convert geometry sang bên này. Giờ mình này để mặc định đi, cũng không nên tích về, nó sẽ bị nặng mô hình, nó sẽ smooth nữa, nó sẽ làm mịn những cái đối tượng. Đấy. Cái quan trọng nhất là chúng ta kích vào đây, kích vào hai cái này để mục đích là nó sẽ giữ lại cái phần liệu về đây của body mask, nó không bị, nếu mà chúng ta không kích vào đây này chúng ta thì loan nó sẽ lại trở lại ban đầu, nó sẽ lại một công đổ lại vật liệu. Chúng ta nhấn ok. Đấy, chúng ta thấy nó cập nhật thêm cái cửa ở đây chưa. Đấy. Nó cập nhật thêm cái cửa này thì việc chúng ta là đưa lại rất đơn giản thôi. Đấy, nó có cái cửa rồi. Chỉ có điều là vật liệu của cửa chúng ta chưa đặt. Đấy. Ở bên body mask thì render nhìn nó sẽ sắc nét hơn. Nó cũng kiểu như kia nhưng mà mình có thể tùy chỉnh dễ hơn, nó render nhanh hơn. Tất nhiên là body mask thì không thể so sánh như thế được, tại vì đây phần mềm chuyên diễn họa khác. Còn phần mềm kia là phần mềm kỹ thuật và chúng ta render được tầng nào hay tầng đấy thôi. Đấy. Được như nó, nhưng bây giờ nó cũng là tương đối là khá hơn ngày xưa rồi. Đấy, thì đây là cái cách mà link giữa Revit và body mask. Chúng ta sẽ làm theo kiểu này, chúng ta cứ làm bên việc bên này, còn tốt nhất là nên dựng hình chỉnh sửa bên này. Còn khi nào thấy cảm giác như là tự tin rồi, không thấy phải cần gì Revit nữa thì chúng ta có thể đi tách ra và có thể vẽ vời chỉnh sửa. Một khi mà chỉnh sửa thì bên này nó đối tượng này này, giả sử như là mình tách đối tượng này ra nhé, bài tức là nó không dính dáng gì nữa và mình có thể tùy chỉnh này. Đây, tùy chỉnh này. Mình có thể edit nó và mình có thể convert cái này sang
poly. Mình có thể chỉnh được từng điểm này, nó không bị lỗi mặt hay lỗi miêu gì hết. Nó không giống như SketchUp sang chuyển sang bên này nó một đối tượng nó vẫn có hai mặt đàng hoàng, tất cả nó đều rất là chuẩn, không giống như bên kia, này nó cũng hiển thị rất là đẹp. Đấy, đấy là cái rất là hay ở bên này. Ok, một cái nữa đó là chúng ta muốn, trong trường hợp chúng ta muốn xuất sang các phần mềm như Lumion thì chúng ta lên trên trang chủ của Lumion, nó sẽ có một cái bộ login để giúp chúng ta có thể xuất cái mô hình từ bên Revit sang bên đấy. Đấy, chúng ta import vào là xong. Cái đấy thì chúng ta rất là dễ, chúng ta tìm hiểu. Đấy. Bây giờ mình sẽ nói cho mọi người thêm một cái, đó là hôm trước mình nói, mình quên, mình chưa nói, đó là template đúng không? Template nhé. Mình mở một cái file nào đó lên sẵn đây, ví dụ như trong cái box mình lấy tạm file của bạn. Đây, cái này mới là những cái thế mạnh của Revit này. Bây giờ giả sử như mình khoanh một cái chi tiết nào đó ra, ví dụ chi tiết một cái phòng này, view, cloud, khoanh chi tiết này ra nhá, chúng ta nhận thấy một điều là ở đây chế độ tường này nó cũng tương tự rồi, mình sao link quanh một cái chi tiết trần này là chẳng hạn, hoặc là chi tiết trần này. Bây giờ ví dụ như mình, một khi mình đã lấy một cái bản vẽ mới là như này đúng không, mình thấy này ở đây này, mình phải làm việc đầu tiên là chỉnh tỷ lệ này, thứ hai là phải chỉnh sang cái chế độ này để cho nó hiển thị đúng không, đúng không, chỉnh sang chế độ này để hiển thị, rồi chế độ highlight, rồi bật chế độ nét tường lên để đảo ngược nét tường bên trong đậm bên ngoài nhà. Như thế thì nó rất là mất thời gian. View nào cũng làm như thế mất thời gian lắm. Trong khi đó đây nó cung cấp một cái công cụ rất là mạnh và cực kỳ hay trong Revit luôn, đó là template. Chúng ta sẽ set up một cái template. Ví dụ đây, mình sẽ up đây. Mình sử dụng một cái này là, đây nó ghi là ceiling plane mà bằng trần đúng không? Chúng ta đúp ra. Chúng ta ghi là mặt bằng trần. Mặt bằng trần. Tỷ lệ không cần ghi tỷ lệ cũng được, bằng trần thôi. Nếu mà chúng ta muốn up luôn tỷ lệ ở trong này thì chúng ta sẽ up luôn. Đấy. Hoặc là ghi này thôi. Thứ nhất là chúng ta chỉnh sửa một số cái liên quan đến là view scale. View scale tức là nó sẽ up luôn cái tỷ lệ này khi mà thật. Ví dụ mình để tỷ lệ đây 150. Nhấn này. Apply. Thế nó tỷ lệ 150 đúng không? Ở đây 150 và đây không chỉnh được nữa. Tất cả nó sẽ theo đây, nó theo bên trong này, đấy, theo ô bên trong này. Cái thứ hai nữa là một khi mà chúng ta không muốn cái tỷ lệ theo đây, tại vì nhiều bản chúng ta muốn tỷ lệ khác nhau mà, thì chúng ta có thể bỏ cái tích này đi. Đấy, thì là cái tỷ lệ đây chúng ta có thể kiểm soát riêng bên ngoài. Cái thứ nữa đó là cái này, chúng ta nhấn vào đây và chúng ta hiệu chỉnh luôn cái thông số về cắt line này đúng không? Đấy, ok. Tiếp theo là cái mode in play là highlight. Ok rồi, chế độ hiển thị đây, medium đúng không, ok, apply, thế nó đúng luôn chưa. Đấy, kể cả mà đây mình để chế độ hiển thị là 120 để chúng ta nhìn thấy cái lớp rõ, thấy lớp trang nó tự động nhận đúng không. Đấy, nó tự động hết luôn. Vậy khi nào chúng ta cần up tỷ lệ, ví dụ như mặt bằng tầng 2, chúng ta nhận thấy là bây giờ chúng ta lại làm một công làm như thế quá mất thời gian, chúng ta kích vào đây, chúng ta chọn luôn là mặt bằng trần,
Ok, nó up luôn. Up luôn một loạt các tính chất mà chúng ta đã cài đặt sẵn vào đây. Nó tương tự như việc là chúng ta sẽ làm mặt bằng trần, đúng không? Mặt bằng này, chúng ta chỉnh sửa, chúng ta nên tạo ra một cái, chọn cái plane này này và đúp ra và ghi là mặt cái template là mặt bằng. Ok. Ví dụ trên mặt bằng này thì mình không chế hiển thị, ví dụ như bây giờ mình cần mặt bằng lát sàn, mình đúp ra. Hoặc là cái mặt bằng này nó sẽ bị dính ở cái là nó bị gạch lát sàn ấy. Chúng ta sẽ cưỡng chế hiển thị cho cái đấy bằng 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 cách là cưỡng chế hiển thị vào floor và ở cái chỗ pattern này này. Mình để mình bỏ visible đi thì lập tức là tất cả cái nét hatch ở trên mặt sàn này nó sẽ bị ẩn đi. Hiểu không? Hay là ví dụ mặt bằng cửa thì chúng ta cứ ẩn ẩn toàn bộ nội thất đúng không? Chúng ta cài đặt luôn ở trong template đấy là ẩn nội thất. Template đó. Nếu mà trong trường hợp chúng ta nhận sang dùng được thì chúng ta phải tạo thành một cái template giống như bàn trước chúng ta làm. Đấy, tạo hết rồi. Một cái file gốc mà đã thiết lập, ví dụ cái file của mình là đã chứa hết cả cái template rồi, cho nên mình vẽ rất là nhanh. Ví dụ như là mình chỉ cần ra mặt bằng là mình áp một phát template, mình chẳng cần cái đấy mình sẽ áp từ đời nào rồi, cho nên là nó đã nhận luôn mà không phải quan tâm những cái đấy nữa. Phải có những cái đấy thì chúng ta phải vẽ Revit nhanh được đấy. Cho nên là chúng ta học Revit đấy, mới bắt đầu vẽ một hai công trình nó sẽ bị lâu, nhưng mà khi mà chúng ta càng vẽ một đến khoảng 3-4 công trình gì đó, chúng ta đã tạo ra một cái hệ template cho chúng ta rồi. Tất cả những cái template gốc này, hay là những cái view template này, hay là những cái hệ thống ISO ký hiệu các thứ, thì chúng ta vẽ một dự án rất là nhà vào vẽ rất là nhanh. Chúng ta không phải mất công ngồi tạo từng cái dim, cái trục, cái nét hách tường rồi cái này cái kia nữa, tất cả đều có hết rồi, tất cả các bảng thống kê đều có luôn trong một cái bài template mới của chúng ta, rất là hay đúng không? Hoặc là chúng ta sử dụng cái chế độ transfer này để lấy những cái view template từ dự án khác sang cũng được. Đấy. Đấy là cái ứng dụng này cực kỳ hay luôn. Phải có cái này, chúng ta nên nhớ. Ít mình hay xem những file mà nó hay chia sẻ trên mạng đấy, thỉnh thoảng mới gặp có một thằng nó làm cái này thôi. Nhưng mà cái này là cực kỳ hay, chắc chắn chúng ta phải dùng nhá. Để có thể quản lý tốt những cái mà chúng ta cần nhanh. Ví dụ như khoanh chi tiết, chúng ta tạo ra những cái mà chuyên để khoanh chi tiết. Khoanh chi tiết đấy nó có ẩn những gì, ẩn nội thất hay là ẩn cài đặt những chế độ hiển thị riêng cho nó, đúng không? Đấy là cái bài hôm nay cũng là một cái bài cuối rồi. Chúng ta học gần như là hết các công cụ trên này, học rất sâu các công cụ rồi đấy. Thì tất nhiên là chúng ta không thể học hết được trong một khóa như này. Một khóa ví dụ tất cả các phần mềm khác, ví dụ ngày xưa mình học bài đấy mắc cũng phải đến vài năm chúng ta mới có thể thành thạo được hay là biết hết được. Chúng ta ít khi mà chúng ta học một khóa, chúng ta học như chúng ta học một khóa này là học tương đối là nhiều rồi, bằng bọn nó học mấy khóa rồi đấy. Cho nên là các kiến thức, nhất là cái kiến thức về thể hiện bản vẽ chúng ta cũng tương đối là nhiều. Việc chúng ta phải về nhà chúng ta phải thực hành thôi, chứ không thực hành thì cũng rất là khó. Còn một số các công cụ khác thì trong quá trình làm chúng ta có thể tìm hiểu trên mạng, thì khi đó chúng ta học cảm giác nó dễ lắm. Ta có cơ bản rồi, chúng ta lên chúng ta xem qua các chúng ta biết thôi. Nhiều cái mà nó hơi phức tạp hơn mà mình chưa muốn nhắc tới đây thì chúng ta có thể tự tìm hiểu sau cũng được. Về cơ bản là đã học hết rồi. Về các câu hỏi gì trong quá trình làm việc thì mọi người có thể liên hệ với mình sau cũng được, hoặc là có thể đến đây, hoặc là ở trên mạng của mình vẫn có thể hỗ trợ mình. Còn bài tập trong phần này thì ta về chúng ta đặt camera, một cái view camera trồng mũi cây vào đây này, camera một cái góc nào đó cây trong này được, ok, từ bên bàn em ăn sáng cũng được, tùy mọi người. Trước rồi, học rồi mà. Chưa. Thì này, học luôn nhá. Ví dụ như bây giờ mình có một cái đồ như thế này, nhanh lắm, cái này học nhanh. Quá nhiều thứ để học. Nếu mà chúng ta, tại vì mình hơi khóa này mình hơi tham nhiều thứ mà. Ví dụ như mình cần một cái ghế đơn giản thôi nhé, cho nó nhanh. 8 này. Đây một cái ghế này chẳng hạn. Ok. Mình mở cái file 3D lên đã. Đây,
Ở đây thì nó có vật liệu, hai cái vật liệu này nó sẽ đổ vật liệu riêng này. Đấy. Đây là đổ những cái vật liệu 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 tách liệu riêng rồi, cho nên chúng ta ok về luôn. Việc tiếp theo là xuất cái mô hình này sang bên 3D, à bên 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 két. Export sang. DBKG thì là ghế thấp thấp thôi. Đây là nó sẽ nó bảo là convert các đối tượng giống nhau thành block này, ẩn các đối tượng mà bị ẩn bên này bên kia nó cũng bị ẩn đấy, và có ít chút những đối tượng mình nhấn ok. Đây, sang bên này thì chúng ta nhìn thấy cái ghế này đúng không? Ta mở bằng két. Hơi sai lầm chúng ta lúc nãy chúng ta để sót một vài cái khối bóc mà nó hiện ở bên ngoài chúng ta không để ý. Đấy, chúng ta có thể xóa đi. Đây, chúng ta nhìn thấy này. Chúng ta có thể xem là hai cái layer này nó tên là gì. Chúng ta nên đổi cái tên layer này đi cho nó dễ quản lý. Nhấn Ctrl 1 để xem đúng không? Đúng không? Đây, chúng ta nên nhớ là phá block ở bên bên 3D Max ra trước. Ta nhìn thấy bên này này, nó là những cái layer đâu nhỉ, cái tên layer đâu, layer không đúng không? Đấy, chúng ta có thể là để quản lý cho nó khoa học thì chúng ta nên tạo ra ví dụ cái layer đây là layer ghế chẳng hạn này, cái layer dưới này là layer chân ghế chẳng hạn. Đấy, như thế thì sang bên kia chúng ta sẽ quản lý nó dễ hơn. Đấy, ví dụ cái layer này chúng ta sẽ đổi nó đây layer ghế đúng không? Đấy, còn cái này là chân ghế. Chúng ta xếp lại, xếp Ctrl S sang bên Pivot là New Family Future, Magic Future nó là nội thất mà. Magic Future mình nhấn Insert Import Cat ghế. À, hình ghế này chưa, chúng ta để mà Black and White thì nó đấy, để chế độ này nên mình sẽ import vào. Đây cái ghế của chúng ta đây. Nó sẽ đóng thành một khối. Đấy, nhìn nó vẫn đẹp đúng không? Đấy, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đổ vật liệu cho nó bên này. Vào manager và material object style cũng được này. Import này. Chúng ta thấy hai cái này đúng không? Chân ghế này, chúng ta có thể chuyển màu cho nó. Hiện màu quản lý màu ấy, light color ấy. Chân ghế, ghế này. Đây là vật liệu khi mà chúng ta render. Ví dụ ở đây render thì màu của nó là màu gì? Màu chân ghế đây này. Chúng ta phải quản lý nhớ cái này nhá. Nhớ vào cái Offset Style này và chuyển cái render này ra khỏi. Chúng ta vào đây cũng không biết là nó là cái vật liệu gì đâu. Ta nên đổi tên cái này là, hay là ghế, chân ghế nhỉ? Chân ghế. Cái quan trọng nhất là phải đổi, phải phải chọn vào đây để chọn ra được cái này. Đấy. Chân ghế, ví dụ chân ghế là một màu nào đó này này, và chọn nó là một vật liệu inox chẳng hạn đúng không? Vật liệu chuyển sang bên đây, chọn cho nó tùy chọn cho nó một cái vật liệu gì bóng bóng ở đây này. Đây là mình để màu cho chúng ta dễ nhìn trước nhá. Ok, và dưới này là ghế. Ghế thì chúng ta chọn nó một cái loại vật liệu nào gỗ chẳng hạn. À không, tôi lấy tạm một cái màu này.
ví dụ thôi mà. Đúng không? Cái này mình đã đổ màu, cái này đã đổ màu rồi. Ok. Into object. Đây, mình đặt nghĩa đây. Đấy. Bây giờ cái ghế của chúng ta render ra nó sẽ có vật liệu như thế. Hoặc là vào trong này để quản lý material này. Đây xem nó có vật liệu chân ghế không. Đây. Đây sang bên này chúng ta phải làm lại vật liệu của cho nó. Làm lại vật liệu cho nó. Đấy. Ví dụ như nếu mà nó trùng vật liệu thì nó khả năng nó sẽ nhận. Đây, hôm nay mình không có vật liệu về à? Hôm nay mình không có đúng không? Material. Đây vật liệu này đáng lẽ là mình phải viết name nó là ghế. Sang bên này chúng ta object style material. Đây, nó có, đây vật liệu ghế này. Nếu mà nó trùng với vật liệu mà chúng ta sử dụng về thì nó sẽ tự nhận luôn. Đấy, ok. Chúng ta nên chọn vật liệu thì nãy chúng ta học rồi đúng không? Ví dụ cái bề mặt này là vật liệu nhựa đúng không? Cứ chọn đến một cái vật liệu nhựa nào đó thế này. Như bóng bóng lên này. Đây, đây là màu. Đây thì nó bóng như này là ok. Là xong. Áp xong. Đây là xong. Được chưa? Đầu tiên nhé, phá vào lớp import ra get vào get để chuyển layer, không chuyển cũng được nhưng mà chuyển đi cho nó đỡ trùng layer, trùng rồi cái tên nó sẽ quản lý. Nhưng mà tại sao bên kia nó sẽ nhận màu theo layer, xong bên Revit ấy nó sẽ nhận màu theo layer. Thì sang bên này thì mình vào object style và chọn đúng để áp luôn, áp vật liệu bên này. Bên này nó sẽ đỡ bị nhầm vật liệu. Nó sang được à? Xong. Nên nhớ để cái này nó giữa trung tâm này một tí này, hay cái trên mặt đứng này. Ok. Nha. Đây bài học chúng ta đến đây kết thúc đi. Chúng ta về nhà thì mình sẽ render cái bài tập mà hôm trước. Chúng ta sẽ gen một hoặc hai view ngoại thất và một view nội thất. Chúng ta tùy chọn xem là gen phòng khách hay gen phòng bếp hay gen này. Nếu mà gen thì như thế thì hơi nhiều, chúng ta nên gen vậy thì chỉ một phòng khách, một nội thất và một ngoại thất thôi. Một nội thất và một ngoại thất nhá. Gen ngoại thất thì nhớ là nên bật cả đèn trong ra thì gen nó sẽ nhìn kính nó đẹp hơn. Còn gen nội thất thì cũng sử dụng ánh sáng bên ngoài. Nếu phòng nào có ánh sáng bên ngoài thì nó thừa rồi, mà chỉ phòng nào nó kín nó không có ánh sáng bên ngoài vào nhiều chúng ta mới bật thêm đèn thôi. Cứ thử xem thế nào, đặt màu rồi vật liệu thứ ngon lành như thử test một vài lần để xem mà bên này render như thế nào nhé. Đấy, ta kết thúc để đặt ra nội thất khoa học cho đỡ nếu mình vào phòng nhỏ thì làm nào để đây như kiểu đặt ở phòng này.